chân luyện bóng dáng song sinh từ có địa đàng mãi theo hoa đơm hư không chìm trong biển tối mê mông từ ấy ta quên đường về ta quên đường về chân luyện ơi chân luyện chẳng cách không gian và chẳng thời gian chân luyện vẫn trông chung chờ ta trở về mải mê trong chốn chân lao chìm trong hình sắc xôn xao từ ấy ta quên đường về ta quên đường về chân luyện ơi Các vị mà chắc hữu thì các vị mới có khả năng làm được những công tác phước điền, các vị mới bố thí cúng dường tu tập các thiện nghiệp. Thế thì còn có cơ hội ta gặp được Phật pháp, còn có cơ hội để mình nếm hương vị chánh pháp, mình vượt thoát được kiếp tử sinh. Còn nếu các vị chắc không rồi thì thưa, vung vãi đời sống mình, mọi chuyện đều làm, mọi cái tội lỗi nhân gian mình đều thò tay vô hết. Thế thì người đó đọa lạc hà sa kiếp, không có cái điều kiện vươn lên để làm người. Cho nên người xưa nói là thà anh chấp hữu như núi Tu Di còn có cơ hội phá vỡ được. Nhưng mà lạc vào cái tầng chấp không này, thưa các vị, không có cơ hội. Tâm thức mà lạc vào chấp không rồi thì thưa, có khi mình hủy hoại luôn cái hạt giống chánh pháp nơi tâm thức mình. Mức độ cạn là nhân quả tội phước mình không tin, rồi mình không kính Phật, trọng tăng, tôn trọng các bậc hiền thánh, hiếu dưỡng cha mẹ, tu tập thiện nghiệp, tất cả những việc làm mình không làm. Thế thì tai họa lớn vô cùng cho chính bản thân ta, và cho ai nữa? Cho xã hội, loài người. Cái người mà họ không biết sợ nhân quả tội phước, họ không tin có kiếp sau, không tin luân hồi, thưa các vị, người đó
người, người, người đó mang cái họa hại lớn. Nếu họ là người của một gia đình thì họa hại lớn cho một gia đình. Họ là người lãnh đạo một quốc gia, thưa các vị, họ làm cho một quốc gia điêu linh. Họ là những người không tin nhân quả đổ phước mà. Họ chỉ biết đời sống ngang cái ngang chừng này thôi, ngang cái sống này thôi. Thế thì không có việc ác nào không làm, không có việc vô nhân bất thất đức nào họ không dám đụng vào cả. Xã hội nào mà họ học những cái học thuyết như thế thì họ tàn phá cái nền tảng đạo đức của ông cha gây dựng nhiều nghìn năm. Cái chủ thuyết nào như thế, đó là một loại chủ thuyết, thưa thưa các vị, rất là cực đoan và rất là nguy hiểm. Không tin nhân quả tổ phước, không tin có kiếp sau, không tin có cái điều gì mình gây bây giờ mình sẽ hưởng trong tương lai, chỉ biết tranh đoạt giành nhau và dùng mọi cái năng lực mưu lược của mình để chiếm đoạt đời sống vật chất, thì thưa các vị, nó phá hoại tự thân của họ, phá hoại gia đình của họ, phá hoại xã hội luôn. Cho nên thà chấp có lớn như núi Tu Di còn có thuốc cứu, mà chấp không bằng một hạt cải, thưa các vị, quả hại nó lớn vô cùng cho hành tinh chúng ta. Đó là điều thứ hai các vị lưu ý. Mình chưa học hỏi giáo lý cho sâu thì thôi mình chắc có đi cho nó chắc ăn nghe. Có phước đức. Cho nên mình tin cái điều này, cho nên mình bố thí, mình cúng dường, mình làm mọi thiện sự. Và thà rằng mình tin như thế, thà mình có niềm tin vững chắc như thế. Đó là niềm tin rất là sơ đẳng, rất là căn bản của người Phật tử chúng ta phải làm thôi. Các vị mà biết cái nguyên quỹ của cái quyển Từ Bi Thủy Sám đó, tại sao gọi Từ Bi Thủy Sám? Từ Bi Thủy Sám được soạn vào thời nhà Đường do Ngộ Đạt Quốc Sư soạn. Và ông rất là nhiều đời, ông có một cái ác nghiệp là đã giết lầm một người trung thần. Và sau đó ông ăn năn vô cùng và ông phát tâm là ông tu. Rồi cứ mỗi một kiếp sinh ra, ông là một vị tăng giữ gìn giới luật rất là nghiêm minh. Cho nên cái nhân quả quan báo của ông nó không có cơ hội nó đánh phá ông. Cho tới kiếp thứ bảy thứ tám gì đó, sinh ra là Ngộ Đạt Quốc Sư, 8 tuổi là lên pháp tòa giảng pháp cho mấy vị hòa thượng già ngồi với nghe, chứ không phải là trên 60 tuổi như tôi mới ngồi nói chuyện cho các Phật tử nghe đâu. Người ta 8 tuổi thôi là giảng cho hòa thượng nghe, tức là cực kỳ thông minh, Phật pháp thấm vào trong từng tế bào của họ. Và nhà vua vô cùng kính trọng, cho nên làm một cái ghế như cái ngai vua bằng trầm hương, mời ông lên ngồi. Và khi người ta có danh thì cái điều gì nó phát sinh? Cái sự kiêu ngạo nó phát sinh. Cho nên tới chuyện ngồi trên ghế trầm hương, cảm thấy mình rất là xứng đáng, mình là một người rất là giỏi. Cái tâm ngã mạn kiêu kỳ nó vừa sinh khởi thì tức khắc là có một cái vật gì rất là đen ở ngoài không gian nó rớt lên người. Tự nhiên nó hình thành một cái mặt ghẻ, nó lớn gần bằng mặt người ở trên chân của ông. Mà nó có mắt, có mũi, có miệng đàng hoàng. Và miệng nó thỉnh thoảng nó nhai, đưa vô miếng thịt nó ăn được. Mất hồn vậy chứ. Ngày khốn khổ vô cùng, nó vừa đau nhức vừa kinh sợ. Và trước đó thì gặp một vị tăng cùi hung lợi đói, ông cũng tốt, ông cúng dường vị tăng đó, tương lai nếu ông có nạn hãy tìm tới gặp ta. Và tới chuyện Ngộ Đạt Quốc Sư gặp điều đó rồi thì tới tìm, hóa ra ngài đó là Ca Nặc Ca Tôn Giả. Ngài mới nói ông hãy phát tâm lành sám hối và xuống đây ta rửa cho. Mới múc nước chế lên cái một ghẻ nước suối thôi. Và trước khi chế lên một ghẻ thì một ghẻ nó nói chuyện, nó nói này khoan chế đã, hãy nghe ta nói cái đã. Người có biết không, người đã gây ân oán với ta cách đây nhiều trăm năm. Ta luôn theo ngươi để báo ứng, thế nhưng mà do vì ngươi tu hành phạm hạnh trang nghiêm, ta không có cơ hội. Kiếp này, sở dĩ nó chuyện xảy ra ta báo ứng được cái nhân quả là do vì ngươi khởi tâm kiêu mạn khi ngồi trên ghế trầm hương. Và ngươi hãy cố gắng mà tu,
mai phước là ngươi gặp được ngài Ca Nặc Ca Tôn Giả là một vị thánh tăng. Rồi sau đó thì ngài Ca Nặc Ca ngày múc nước ngày chế lên chân một gã tự nhiên bay mất và lành lại. Thưa các vị, nhân quả nó là như vậy, cho nên thà ta chấp có như núi Tu Vi, đừng chấp không như hạt cải là như vậy, điều đáng sợ. Hai câu dưới: bỏ có nếu không bệnh vẫn nguyên, khác nào trúng nước xa vào lửa. Ý câu này cũng nói cái gì? Phần thứ ba, chúng ta nói thà chấp có, đừng chấp không. Bây giờ mình đi thêm một bước nữa. Thưa đại chúng, là nếu chúng ta tu ở cái bình diện tin nhân quả tội phước thì mình làm gì? Mình đi quanh quanh trong nhân quả tội phước, mình tạo phước điền cho nhiều, rồi mình xin trở lại nhân gian này. Nếu mình xin qua nước Anh thì mình làm nữ hoàng Anh là cao nhất, xin ở nước Mỹ thì nhiều lắm các vị làm tổng thống Mỹ là cùng, phải không? Đó là cái phước của nhân quả nó quay vòng như thế. Rồi mình ra hành tinh này mình sinh lên cái cảnh giới cao hơn là cảnh giới của các vị thiên. Thế thì tuổi thọ 1.000 năm hay là 2.000 năm gì, rồi hết phước các vị cũng rơi xuống nhân gian. Tức là cái nhân của ta là cái nhân hữu lậu, nhân có phước, phước điền. Cho nên ta sinh vân vân thì cũng ở trong cái phạm vi của hữu lậu và phước điền thôi. Cho nên sao cái mức độ liễu đạn về về nhân quả không sai chạy một mãi may, ta đi vào cái tầng thâm sâu là liễu đạt được cái tự thể không của chính ta, đó là cái tự thể Phật của chính ta, để vượt thoát ngoài nhân và quả, tội và phước, chứng nghiệm được an lạc và niết bàn. Và nếu mình không đi vào cái chiều sâu này thì thưa các vị, mình đi quanh quanh một vòng vậy thôi, rồi trở lại ban đầu. Là người, hết cái phước làm người thì rớt xuống làm thú. Rồi có cái phước sinh ra giữa nhân gian này giàu sang, và chắc gì anh sinh ra làm người giàu sang rồi thì anh tạo được phước điền để kiếp sau anh giàu hơn không? Có những người giàu, thưa các vị, họ có cái điều kiện may mắn vô cùng trong cuộc đời mà lại không có phát tâm lành để tu. Có những người nghèo phát tâm lành, có những người giàu rất ư là tâm của họ nó không có lành, không có thiện, keo kiệt bủn xỉn, có khi là như thế. Và rất là nhiều trường hợp xảy ra, thưa các vị, có những người họ giàu có vô cùng nhưng mà họ không biết, họ biết làm một chút công đức phước lành nào cả. Tuy nhiên cũng có những người giàu, họ bỏ tiền ra, họ làm bao nhiêu cái công ích thiện sự cho xã hội, cho con người. Cho nên cái điều cuối cùng chúng ta cần đi vô đó là làm thế nào thâm nhập vào tự thể không của chính ta. Đây là cái bước cuối mà mọi người tu chúng ta phải cố gắng liễu giải điều này để có thể có một niềm tin vững chắc và đi vô. Đầu tiên các vị thử hỏi coi là hình hài này tận trong thâm sâu của nó là có hay là không. Mình quán chiếu về mình trước cái đã, sâu sắc nhất thử nhìn lại mình coi ta là có hay ta là không. Ai cũng nếm chút ít thương vị Phật pháp nói ta vốn là không, ngũ uẩn vốn không, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thế nhưng mà lò lưỡi ra, mắt có chứ. Tụng kinh bát nhã hàng ngày, vô nhãn dĩ tỷ thiệt thân ý. Thế nhưng mà mình sờ đây, mắt đây, tai đây, mũi đây, thân đây.
Đó là ở mức độ cạn. Mức độ sâu, thưa các vị, bình thường người ta có thể nói vanh vách về chuyện thân vốn vô thường, thân phải không phải của ta. Thế nhưng mà nước sôi lỡ dâng cho người các vị thì các vị làm gì? Rồi ai xúc phạm các vị thì các vị làm gì? Tự nhiên cái buồn, cái giận từ bên trong nó tràn ra, ta không khống chế được. Bình thường thì nói vanh vách, giáo lý nghe nó thâm sâu. Thế nhưng mà đụng việc rồi thì đâu vào đấy. Thấy mình y nguyên à. Cái điều này rất là tất nhiên thôi. Thế thì cái chuyện quán chiếu để thể nhập vào tự thể không, không phải là cái chuyện một ngày một buổi. Ý thứ nhất mình thưa cùng các vị là cái này không phải là liễu hội trên lý mà đủ. Không phải là nghe thầy Phước Tịnh nói soi một miếng là thấy tội nghiệp, ổng là bộ cục gạch vậy. Ờ đúng rồi, cái đó đúng. Thưa không phải. Cái đó các vị phải tự nhìn vào trong các vị rồi quán chiếu từng ngày để thâm nhập vào tự thân của các vị, chứ không có nghĩa là nghe Phật Pháp, đọc kinh hoặc nghe ai giảng dạy thấy tội nghiệp quá rồi mình tin. Thưa cái điều đó không phải đâu. Cho nên ý thứ nhất là hãy quán chiếu rất là sâu bên trong để thấy là tự tánh ta nó vốn là không. Hai tầng quán chiếu. Tầng đầu đó là tầng nương vào ngôn ngữ để nhận biết. Thế nào là nương vào ngôn ngữ để nhận biết tự thân? Ví dụ như mình nương thánh giáo của Phật, nương các cái buổi giảng dạy Phật Pháp, đọc kinh, và mình cũng nương cái tâm thức của mình bên trong, mình phân tích thầm thì để nói về mình. Ta vốn không thật có hình hài này, đến mà đi, vui buồn, sinh và diệt. Đó là cái cách mình nương vào ngôn ngữ. Mình lặp lại, nương vào ngôn ngữ kinh điển thánh giáo của Phật, nương vào lời giảng giải của các thầy, nương vào cái ngôn ngữ thầm thì bên trong tâm thức của các vị để nhận biết về cái sự không thực sự hiện hữu của hình hài các vị. Đó gọi là nương vào ngôn ngữ để quán chiếu về tự tánh vốn không của ta. Thứ hai là làm gì? Thứ hai, dùng cái cảm nhận của mình để quán chiếu về cái không. Dùng cái cảm nhận là sao? Thưa, mình không nói thầm thì nữa, không nương vào tất cả những kinh điển bên ngoài nữa, mà mình nhận diện, mình đem cái sự nhận biết của mình, nhận biết trọn vẹn thân thể của mình, gọi là dùng cái cảm nhận. Mình đứng bên quanh là mình đi vào cái phần thực tập. Mình xin lưu ý các vị là đây là cái phần thực tập. Mình sẽ chia sẻ cái phương pháp thực tập để cho các vị có thể thực tập được. Cái điều đầu tiên các vị lưu ý là xưa tới giờ mình đối với hình hài của mình không có thân thiết lắm. Mình muốn quán chiếu về hình hài mình cho kỹ thì cái điều đầu tiên cần phải làm là cái điều gì các vị biết không? Các vị phải hiện diện nơi thân của các vị trước, rồi các vị mới nhận biết sự có mặt hay không có mặt của nó. Cảm nghiệm được thân này có hay không. Mình cứ bỏ nhà mình đi hoài, mình làm sao biết được trong nhà mình có cái chi? Cái nguyên tắc là như vậy. Mỗi một ngày xách ô đi lên, sáng xách ô đi, chiều xách ô về, rồi ngủ mất, không biết nhà của ta có ai trong đó, không biết nhà của ta có cái gì. Và tình trạng này tình trạng bên ngoài, tình trạng bên trong có nghĩa là các vị chưa hề đem tâm dừng lại ngay nơi thân của các vị trọn vẹn phút giây nào cả. Các vị luôn để lòng của các vị bồng bềnh đi chơi. Cho nên cái điều cần làm đầu tiên đó là các vị hãy đem cái sự nhận biết về nhận biết nơi thân của các vị trước. Mình nhận biết nó kỹ chừng nào thì mình mới có khả năng xả ly nó được. Mình có khả năng làm chủ nó được. Còn chưa nhận biết nó một cách rõ ràng thì các vị không thể làm chủ được nó, không thể xả ly được nó và không thể thấy được cái không của nó.
Bây giờ cái việc đầu tiên chúng ta thử làm đó là chúng ta đem tâm về lại ngay nơi thân để nhận biết thân của ta có mặt trọn vẹn ở đây. Các vị thử hình dung giống như người ta đứng dưới nước vậy đó. Nước nó lớn lên, nó dâng lên từ 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 dưới chân nó dâng lên tới trên đầu. Nó dâng lên rất là chậm, phải không? Và khi nước nó dâng lên tới đâu thì cái khả năng ướt của nước nó thấm vào mình tới ấy và ta cảm giác lạnh tới đó. Thì mình hãy dùng cái sự cảm nhận của mình, cảm nhận cái sự có mặt của thân mình rất là chậm từ dưới chân lên dần lên tới đầu. Cái này là cái cách tu chứ không phải là cái chuyện mà mình trình bày ngôn ngữ để cho các vị hiểu trên ngôn ngữ đâu. Các vị thử làm một việc là mình nằm cũng được, mình ngồi cũng được, ngồi xếp bằng cũng được, ngồi trên ghế cũng được, nằm trên sofa cũng được. Mình hãy đem cái sự cảm nhận về thân của mình nó rất là tinh tế, rất là chậm rãi, đầm thắm, cảm nhận từ dưới chân lên tới đầu. Xưa giờ mình bỏ nhà mình đi chơi cho nên hình hài của mình nó rất khát khao với sự chăm sóc của chính mình đối với nó. Các vị mà đem sự nhận biết của các vị về lại ngay nơi thân thì thưa các vị, từng tế bào nó vui mừng như mở hội. Cái ý thức của các vị đem về được ngay nơi thân thì từng tế bào của các vị nó sống động lên rồi nó reo mừng. Đức Thế Tôn có một cái ví dụ là mỗi một lỗ chân lông á phóng ra ánh sáng, trong một ánh sáng đó có vô vàng vị hóa Phật, và vô vàng vị hóa Phật ấy mỗi vị đều dùng cái tướng lưỡi rộng dài của mình thuyết minh rằng pháp giải thoát Niết Bàn nó hiện có nơi từng tâm hạnh của chúng sinh. Điều đó ngài cũng nói cái gì? Thưa các vị, là cái đó là một cái biểu tượng để cho chúng ta hiểu một điều là khi các vị có được niềm vui hay có được trạng thái hạnh phúc của Niết Bàn thì từng tế bào của các vị nó vỗ tay, nó mở hội, chứ không phải là chỉ có cái miệng này cười. Trọn vẹn các hình hài ta nó đều cất tiếng cười, nó đều reo vui. Và cái điều mình muốn chia sẻ cạn đây đó là thế này: khi các vị đem tâm các vị về an trú lại ngay nơi thân thì cái điều đầu tiên đó là từng tế bào của các vị tự nhiên rất là sống động, rất là tươi mới. Và người làm được điều này thì chắc chắn là năng lượng đời sống của họ không bị tiêu hao. Dù hình hài của họ có thể đi ngang qua dòng thời gian, có thể già đi, thế nhưng mà họ làm được điều này thì họ tiếp xúc được với một cái hình hài chân thật nhất bên trong của họ. Và cái hình hài chân thật vốn là bản nhiên vô sinh vô diệt ấy, nó là cái nền tảng, cái sinh khởi cái hình hài năm uẩn này. Và tiếp xúc được cái hình hài chân thật ấy thì cái điều tất nhiên đó là thân thể họ nó nghe lệnh của họ điều tiết, cho nên tật bệnh ít phát sinh. Thứ hai là họ có thể trẻ hơn ta rất là nhiều, chậm già hơn ta rất là nhiều. Cái điều thứ ba rất dễ hiểu biết đó là người đó, thưa các vị, tự nhiên họ có một cái năng lượng sống động trong đời sống họ, những cái ủ ê buồn phiền không đáp lại đời sống họ được. Và tất nhiên một điều rất rõ ràng đó là dù thân thể họ có già, dù bên ngoài diện mục của họ như thế nào đi nữa, nhưng mà ta cảm nhận được nơi con người kia có một cái năng lượng phát sáng, do vì họ biết đem tâm họ về lại ngay nơi hình hài họ, an trú ngay nơi hình hài họ, cho nên họ tiếp xúc được với cái tự thể thân bất sinh bất diệt bên trong họ. Rồi mình làm lại điều này để các vị có thể thực tập. Thưa thưa đại chúng, là ta có một thói quen để cho tâm thức mình bồng bềnh đi chơi rất là xa. Mình quên rằng nhà mình mà không có chủ chừng 1 tháng thì nhà đó rác rưởi, bụi bám, nhện nhăn, hoang vắng, lạnh lùng, tiêu điều. Có khi ma nó vô nó ở nữa. Các vị mà bỏ nhà đi 1 tháng thì trần gian này thiếu gì những kẻ đầu trộm đuôi cướp nó vô nhà các vị. Thì mình hình dung là đây là cái nhà của ta, đây là cái nhà của ta. Thế mà mình để cho tâm thức mình nó bồng bềnh, nó đi không bao giờ về. Sáng nó xách ô đi, chiều nó mới xách ô về, cả ngày nó đi vắng mắt. Thế thì
Thưa các vị, là cái điều đầu tiên là không có cái điều kiện để cho tâm thức ta lôi cái năng lượng từ cái thân vô sinh bất diệt lên nuôi dưỡng hình hài này, cho nên nó chóng già. Tế bào ta nó sẽ không còn hoạt dụng tốt được. Thứ hai, thưa các vị, là cái điều tất nhiên nó sẽ xảy ra là sẽ có những lúc cơ thể các vị của các vị, nhưng mà các vị không điều phục được nó. Đó là cái tình trạng thứ nhất, cái tiêu cực nhưng nhẹ thôi. Tiêu cực thứ hai là ta luôn hướng tâm ra, ta ra bên ngoài để mời gọi những cái bất an, phiền muộn, lo âu, ưu tư về dày xéo thân tâm ta. Và do vậy, cho nên mình càng làm cho thân thể mình bại hoại mau nữa, rồi mình càng làm cho tật bệnh nó phát sinh rất là dễ trong tự thân của các vị. Cái điều này có thiệt chứ không phải mình đem cái điều này ra mình hù dọ gì các vị cả. Rõ ràng là ta phụng về vô cùng, không biết trân quý đời sống hình hài có mặt trên trần gian, cho nên mình hủy hoại nó theo cấp độ nhân chứ không phải là theo cấp số cộng. Mỗi ngày mình nhân cái nỗi niềm phiền muộn của mình nhiều hơn, mình nhân cái sự ra đi của tâm thức mình nhiều hơn. Các vị thử để ý coi là có khi trẻ thì mình còn chăm chút hình hài, tới chừng già thì mình chăm chút cái khác. Chăm chút cái gì? Cái buồn, cái giận, cái ưu tư, cái phiền trách của mình đối với con, đối với cái, đối với người thân. Bao nhiêu nỗi sao xuyến bất an nó tràn ngập thân tâm các vị. Các vị không có đem tâm về an trú lại ngay nơi thân, có nghĩa là mình tự giết mình trước khi mạng sống mình chấm dứt. Cái bước đầu người muốn liễu đạt được tự tánh không, thưa các vị, điều cần phải làm rất là căn bản, đó là các vị phải đem tâm về lại ngay nơi thân. Và đem tâm về lại ngay nơi thân thì cái điều ích lợi đầu tiên nó có mặt là các vị đã làm cho toàn bộ thân của các vị nó sống động lại. Từng tế bào, từng hạt máu, từng bộ phận của cơ thể các vị nó được ý thức của các vị chăm chút nuôi dưỡng, xoa dịu, vỗ về. Mình chỉ biết mỗi cách là vỗ về thân của ai á, chăm sóc người nào mà mình quên là cái người này quan trọng nhất, phải không? Mình không vỗ về chăm sóc mình bỏ nhà đi chơi biển biệt. Đó là cái điều rất là vụng về trong đời sống chúng ta. Chúng ta hãy đem tâm về lại ngay nơi thân để an trú ngay nơi đây và chăm sóc nó. Cái điều này nó rất là quan trọng trong đời sống chúng ta. Và khi các vị làm được điều này rồi, các vị sẽ đi vào được cái chiều rất là thâm sâu nơi bên trong thân của các vị ngay à. Các vị thử nhắm mắt lại để các vị nhận diện coi, từ ở dưới chân lên tới trên đầu. Và các vị làm quen với cái cảm thọ, cái cảm nhận về thân của mình. Và cái điều thứ hai nó sẽ phát sinh khi chúng ta thực tập được điều này, có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là ta làm mọi việc, ví dụ như mình ăn cơm, mình uống nước, mình đứng, mình đi, mình nói năng, vân vân. Thay vì mình đem cái sự cảm nhận của mình hướng ra ngoài về những việc mình làm, âm thanh mình nghe, màu sắc mình thấy, thì mình dành cái sự cảm nhận của mình nó ở lại ngay nơi thân. Hãy dành cho cái sự cảm nhận này một cái điều kiện tối ưu là nó phải ở lại ngay nơi đây, nó cảm nhận cái thân đang có mặt ngay nơi đây. Tức là ta hãy hình dung là thân ta nó có một cái trường năng lượng sinh học bao bọc thế này. Nó có thể có ánh sáng, không có ánh sáng thì không cần thiết. Nhưng mà mình hãy hình dung là ta đang thấy trọn vẹn thân của ta từng phút từng giây, chứ không có lúc nào ta rời thân ta cả. Nhắm mắt hay mở mắt gì, mình cũng ý thức về sự có mặt của thân mình, dù với cảm nhận của mình ý thức trọn vẹn thân mình. Đó là cái cách các vị làm cho tâm các vị luôn ở lại với thân. Và khi các vị an trú được ngay cái điều này, tức là luôn ý thức về sự có mặt của thân, hay mình nói một cái danh từ nôm na là tâm của tôi nó phải ở lại với tôi, nó không được chạy đi đâu cả, nó luôn nhận biết về thân của nó thôi. Không biết mình nói cái điều này nó có dễ hiểu đối với các vị không? Mình cố gắng trình bày đây là một pháp tu, chứ không phải là cái chuyện mình lý giải nữa. Mình ý thức trọn vẹn
thân của mình, và mình dành trọn vẹn cái thời giờ sống được với cái điều này càng sâu càng tốt, càng lâu càng tốt. Rồi cái buồn, cái giận, cái lo âu hay là màu sắc âm thanh bên ngoài nó có đến thì thưa các vị, nó không lôi kéo các vị được, nó không chi phối năng lượng của các vị được, nó không làm cho đời sống các vị chùng xuống, nó không xâm nhập vào các vị được. Này buồn, này giận, này lo lắng, bất an, ưu tư nó đến thì các vị sẽ dần dần thấy nó bồng bềnh thôi à. Tại vì toàn bộ năng lượng tâm thức ta, ta đang quay về làm cho thân ta hoạt dụng và sống động. Cho nên cái năng lượng đề kháng của thân tự nhiên nó rất là mạnh, sức sống của thân tự nhiên nó lên ào ạt. Và tự nhiên là tâm ta đủ định lực, đủ vững chãi, và tất cả những cái thiền, giận, bất an, ưu tư bên ngoài xâm phạm ta không được. Mình chưa làm được điều này thì thưa các vị, mình không thể chối từ được tất cả những cái vui, buồn, hờn, giận nó xâm phạm vào đời mình. Và cái con đường để làm được, để đối kháng được, để loại trừ được, để giải trừ nghiệp chướng, báo chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng, đó là cái con đường các vị quay về an trú ngay nơi thân của các vị. Và mình dùng cái năng lượng cảm nghiệm và cảm giác được toàn bộ sự có mặt của thân mình nhiều bao nhiêu, lâu bao nhiêu, thì các vị sẽ cảm thấy là cái kinh nghiệm này càng ngày nó càng dồi dào. Và tự nhiên là đời sống ta nó rất là hùng dũng, rất là khỏe mạnh. Còn mình chưa sống được với cái điều này thì thưa các vị, chúng ta nói là buồn nào cũng đi qua, giận nào cũng đến rồi đi, thưa mình nói thôi chứ mình làm không được đâu. Mình phải làm cái điều là đem tâm về an trú ngay nơi thân, đem cái sự nhận biết toàn thân và không được cho nó chạy đi đâu cả, thì các vị mới làm được điều này thôi. Không biết mình nói nó có đủ dễ hiểu cho các vị hay không. Cái điều này dễ thực tập lắm. Thưa các vị, các vị nhắm mắt lại, các vị hình dung là tôi tuy nhắm mắt nhưng mà tôi thấy rõ hình hài tôi, phải vậy không? Thì các vị hãy dùng cái cách thế đó để các vị đi vào cái chiều sâu của thân các vị. Ta nhắm mắt lại, ta buông lỏng toàn bộ, nhưng mà không có nghĩ điều gì cả. Cái duy nhất của sự chú ý là ta chú ý từ trên đầu xuống tới chân, tôi đang thấy rõ cái con người của tôi đây. Và cái cảm nhận đó, nó được duy trì luôn, duy trì liên tục khi các vị sống trong cuộc đời, thì ta gọi là đem sự nhận biết về, nhận biết cái thân của ta trước. Và nhận biết được điều này sâu dần rồi, các vị sẽ cảm nghiệm được một điều rất rõ ràng, đó là ta không phải là thân, là ta còn một cái vô sinh bất diệt nó nằm trong hình hài này nữa. Và mình chạm tay vô cái vùng đó, thưa các vị, cái vùng đó nó năng lượng tràn đầy, cái vùng năng lượng ánh sáng tràn ngập, nó sẽ làm cho đời sống các vị, thân của các vị, tâm của các vị tự nhiên nó biến đổi. Tự nhiên các vị sẽ trở thành một người rất là mới, chứ không phải như bây giờ. Có thể là thân các vị chưa phát ánh sáng, có hào quang, nhưng mà chư thiên thấy. Còn bây giờ tối hù à. Tại sao? Để cho tâm mình đi chơi hoài cho nên nhà mình nó tối. Mình mang ánh sáng của sự nhận biết đang về thắp sáng thân, thì chuyện đó là các vị là vùng năng lượng ánh sáng. Cái trường sinh học của thân ai cũng có cả. Người ta vẽ hình Đức Thế Tôn có hào quang, vẽ hình Chúa Kitô có hào quang, điều đó không sai. Tại vì những con người kia họ luôn làm một cái việc là thân ở đâu tâm ở đấy, họ luôn dùng cái cảm nhận của họ, cảm nhận toàn thân, cái sự có mặt của toàn thân. Cho nên cái năng lượng của tâm thức làm cho thân có ánh sáng, không có chi lạ. Còn mình thì mình luôn để cho tâm thức mình bồng bềnh vượt khỏi thân, không có mặt ở nơi thân. Cái sự cảm nghiệm của mình, cái gì nó đến thì mình luyện mình vào đó để cảm nghiệm. Mình không có đem cái sự nhận biết về nhận biết tự nổi. Cái gì nó đến với mình là mình đem sự nhận biết của mình gắn liền vào nó, luôn hướng ngoại, luôn để cho tâm thức đi ra, mà không có quạt nó trở về lại ngay nơi thân này.
cho nên thân mình không có ánh sáng, cho nên tế bào trong người này mình không được nuôi dưỡng và tiếp nhiên liệu, thế thì nó sẽ mau già cỗi, thế thì nó không có cái điều kiện để tái phục hồi, thế thì nó không có điều kiện để vui mừng. Các vị mà từ cái điều rất là nhỏ của sự ví dụ bên ngoài, các vị nhìn lại cái điều mình nói rất là đúng. Ví dụ như các vị có một đứa con, có một đứa cháu mà các vị nuôi nó bằng cả cái sự yêu thương, chăm chút nó, vỗ về nó, âu yếm nó, thì các vị nhìn thấy coi, đứa cháu nào nó cũng lớn bao nhiêu thổi cả. Nó không phải lớn bằng bánh mì, bằng cơm, mà nó còn lớn bằng tình thương của ta nữa chứ. Thế thì hình hài này, thưa các vị, nó không phải khỏe mạnh bằng thuốc của bác sĩ đâu. Nó không phải khỏe mạnh bằng cơm hay là thức ăn thượng vị các vị nuôi nó đâu. Mà các vị phải nuôi nó bằng cái năng lượng của tâm linh kia. Năng lượng của tâm linh này đó là cái sự nhận biết của các vị quay về, an ủi, vỗ về, chăm chút thân bằng cái sự ma sát của cảm nhận ta. Ta đem cái sự cảm nhận về, cảm nhận liên tục một ngày 24 giờ trên hình hài này. Rồi sẽ có lúc các vị thấy thân của các vị bừng sáng. Rồi sẽ có lúc các vị nằm. Nhưng mà thưa các vị, trong giấc ngủ thì hình hài ta đang ngủ, nhưng mà cái khả năng cảm nhận của các vị về thân nó không có ngủ, gọi là ngủ như thức. Không có gì lạ điều này cả. Và cái tiến trình tu chúng ta phải đi như thế thôi à. Và có đi vào cái con đường này rồi thì các vị mới thấy là cái hương vị chánh pháp nó màu nhiệm và nó cứu vớt cuộc đời mình. Mới cảm nghiệm được là ngay hiện đời này mình mới có niềm tin là vượt thoát được sống chết. Các vị thánh là hán ngày xưa, các ngài thành đạt được con đường này, các vị chỉ vào hình hài đó là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không còn trở lại hình hài này nữa, là các ngài chứng nghiệm được cái điều cuối cùng như thế mà thôi. Và thưa đại chúng là đó là cái tầng rất là cạn, mình dùng cái sự cảm nhận thân thôi. Các vị đi vào tầng này bằng cái sự thực tập, chứ không phải các vị nghe tôi nói. Các vị thử thực tập điều này, làm thế nào mà từng phút từng giây các vị cảm nghiệm được ta đang ở với thân. Và không phải là cái công trình cực nhọc khó khăn hay là ghê gớm gì cả, chẳng qua đó là cái việc rất là nhẹ nhàng cái cuộc sống đời thường. Phút giây nào mình rảnh rang, phút giây nào mình cảm thấy cô liêu trống trải buồn bã thì các vị thử đem tâm các vị về. Đầu tiên mình chưa thể mở mắt để cảm nhận được thì mình hãy nhắm mắt lại, mình thấy trọn vẹn thân mình. Ai mà chẳng thấy điều này, có phải vậy không? Các vị dùng ánh sáng nhận biết của các vị để cảm nghiệm, để thấy được trọn vẹn thân của các vị và an trú ngay ánh sáng nhận biết của tâm, thì ta gọi cái đó là sự cảm nghiệm về thân đang có mặt. Cũng gọi một cái từ ngữ khác là dùng tâm, đem tâm về an trú ngay nơi thân thôi. Và nếu các vị làm được điều này thì bước thứ hai rất là dễ cho chúng ta, là chúng ta sẽ nhận ra ta không phải là thân, ta là cái tự tánh bên sâu không sinh không diệt. Ta không phải là vui là buồn, ta không phải là sự suy nghĩ, mà ta là ánh sáng đến từ ánh sáng. Trả lời này vô thường này, ta trở về với ánh sáng. Ánh sáng là một cái từ mình nói cho nó hình dung dễ, nhưng mà nó là cái gì? Nó là cái sự nhận biết của các vị, nó là tâm Phật bất động của các vị, nó là cái trạng thái niết bàn thường nhiên nơi mỗi hình hài chúng ta. Ở con đường này là con đường đi vô đây, con đường này con đường thực tập đây. Thưa, ví dụ như mình làm việc gì, mình đem tất cả cái sự chú ý của mình đặt vào việc đó. Ví dụ như mình uống nước, mình bưng đi nước, mình nhận biết là mình đang bưng đi nước từ từ, từ từ. Thay vì mình đặt trọn vẹn cái sự chú ý của mình trong cái động tác, cái động thái bưng ly nước, thì bây giờ cái sự cảm nghiệm của thân mình nó không phải chỉ trong một cái việc này không, mà cái sự cảm nghiệm nhận biết của mình nó luôn tràn ngập quanh thân của mình như vùng ánh sáng bao quanh. Tạm hình dung vậy đi, thì cái động tác mà bưng ly nước uống này nó cũng đang ở trong cái sự nhận biết của mình, chứ nó không chạy ra ngoài. Mình làm điều này á
Thì nó có cái hay á, đó là mình không có vận dụng cái sự chú tâm nặng nề vào cái việc mình đang làm, mà cái sự chú tâm của mình bây giờ nó rộng hơn, nó mênh mông hơn và nó ở lại với mình nhiều hơn. Nó không có chạy theo những bất cứ việc gì mình làm cả. Làm mọi việc nhưng luôn an trú tâm ngay đến sự nhận biết, cảm nghiệm về thân của ta. Chắc dễ hiểu. À. Thì cái thân mình làm cái gì thì tự nhiên mình không cần phải vận dụng cái sự chú ý gì cả. Tự nhiên là cái cảm nhận của mình, ví dụ như mình sửa soạn đưa tay lên thì mình đã cảm nhận được cái sự sắp đưa tay rồi. Cái bước đầu tiên chúng ta chưa quen á, ví dụ như mình ngồi lâu, cái chân của mình nó tê. Cái mình đem sự nhận biết mình đặt ngay cái chỗ chân của mình tê, biết rằng chân tôi đang tê. Thử làm quen vậy. Rồi dần dần cái thân của mình toàn bộ không cần cái chỗ tê hay là không tê, ngứa hay đau gì cả, mà mình nhìn cái sự chú ý nhận biết của mình nó trọn vẹn cả thân. Đầu tiên thì chưa quen cho nên mình cần có một cái sự cố của thân mình mới đem sự nhận biết mình về. Nhưng khi đã quen rồi thì thân có sự cố hay không có sự cố gì thì cái sự nhận biết của mình nó vẫn cứ tràn ngập giống như nước nó thấm vào thân. Đầu tiên mình dùng cái ví dụ là khi các vị đứng dưới nước đó, nước nó lên từ từ vậy, nó không chừa chỗ nào cả, thì hãy làm cho sự nhận biết của mình nó dâng lên từ từ như nước thấm vậy, đang tràn ngập trong nước. Thế thôi. Thưa các Phật tử, là những cái phương pháp như khí công nè, rồi những cái phương pháp như thái cực đạo nè, tức là đa phần những cái phương pháp võ thuật ấy, nếu họ bắt rễ sâu trong cái truyền thống tâm linh đó, thì họ đều dạy cái cách để chúng ta có thể vừa luyện tập thân mà vừa tiếp xúc được với cái tự thể thân sâu thẳm, sâu không sinh không diệt bên trong của các vị. Nhưng mà nếu mình đọc vào kinh văn của Đức Phật thì điều Đức Phật dạy nó sáng bừng hơn tất cả những môn khí công nữa. Thế Tôn dạy sẽ có cơ hội chúng ta chia sẻ về kinh niệm xứ. Thở vào biết cái thở vào, thở ra biết thở ra, nó là cạn phải không? Rồi dần dần Thế Tôn dạy là khi thở vào cảm nhận được thân của tôi nó an lạc, thở ra cảm nhận được thân tôi nó an lạc. Có nghĩa là nếu nó an lạc, nếu nó bất an, nếu nó có những cái đau nhất thì tôi chỉ cần nhận biết, đem sự nhận biết của tôi an ủi vỗ về xoa dịu, nhận biết nó đang có mặt. Và khi các vị làm điều này, thưa các vị, khi các vị đem sự nhận biết của các vị về đặt ngay nơi cái chỗ vùng đau, vùng bệnh của các vị, thì các vị sẽ thấy là cái cơn đau nó dịu dần, dịu dần. Và trong truyền thống thiền Vipassana họ dạy như thế, họ dạy cái phương pháp thực tập giản dị như thế. Có điều người ta không giải thích sâu hơn là từ cái bước này, từ cái bước căn bản này, để các vị có thể thò bàn tay vào, thâm nhập vào tự thân vốn bản thể, vốn không, vốn rộng, vốn lặng, vốn mênh mông, vốn siêu nhiên, vượt ngoài sống và chết, đang có mặt trong đời sống các vị. Đây là cái bước mở đầu một cái nấc thang để chúng ta đi vào cái chiều sâu hơn. Và sở dĩ mình dùng cái ví dụ này, các vị thấy ví dụ như các vị có một giấc ngủ mà yên bình, thân các vị nằm bất động, tâm các vị lặng lẽ, sau giấc ngủ tự nhiên mình hồi phục năng lượng giống như một người trẻ, giống như một người mới, giống như một người qua một cơn bệnh. Là nhờ cái gì? Thưa, nhờ ý thức của mình nó lặng đi cho nên ta có cái cơ hội tiếp xúc trực tiếp với cái thân vô sinh bất diệt nơi chính ta. Nó là một cái nguồn năng lượng nuôi sống vạn vật, nó là cái nguồn năng lượng nuôi sống đời sống mười ngày này. Ý thức của mình lặng, lo âu phiền muộn toan tính nó tạm thời nó lắng đi cho nên mình có cơ hội tiếp xúc dù không có chủ ý. Cái điều này nó rất là tự động, thế nhưng mà nó đã tạo cho các vị một cái loại năng lượng để sống tươi sống trẻ được trong cuộc đời rồi. Huống nữa là chúng ta tu tập để có một cái sự chủ động về chính đời sống mình,
Thế thì mình tiếp xúc trực tiếp vào tự thể thân bất sinh bất diệt của mình thì chắc chắn một điều là mình làm chủ được cuộc đời mình. Chưa làm chủ được tử sinh, tối thiểu mình cũng làm chủ được. Làm chủ được gì? Chủ được thân này, làm chủ được tâm này, làm chủ được vui buồn có mặt trong dòng tâm chảy, trong dòng chảy tâm thức này. Và chưa cần đạt đến chiều sâu, đạt đến ngành này thôi. Thưa các vị, là đời sống các vị đã ngang nhiên sống giữa cuộc đời này lừng lững như một vị thánh rồi. Thử hình dung là này buồn, này giận, này ghét, này thương, nó không dính gì các vị. Thế thì các vị cư trần mà bất nhiễm này, sống giữa thế nhân mà là người vượt khỏi thế nhân, sống giữa cuộc sống đời thường mà đời thường không nắm bắt các vị được, không nhận chìm các vị được, thế thì không hạnh phúc nào lớn bằng cả. Đời sống mình chưa đạt được cái chiều kích này thì thưa các Phật tử, mình bị dày dò, hành hạ, đọa đày, nhẫn chìm trong những thứ vui buồn của trần thế. Và những cái vui buồn, những cái bất an, sầu muộn là cái gì nó rất là tự nhiên trong cuộc sống đời thường, nó luôn trực chờ, nó đợi các vị thôi. Vừa lơ là một tí là nó nhảy vô thôi, nó đang đợi sẵn, rất là rõ ràng. Và mình tu được cái điều này thưa các vị, năng lượng đời sống mình nó không hao mòn bao nhiêu cả. Mình sống giữa cuộc đời thảnh thơi và rất nhẹ. Và sự thực tập thì nó đâu có đòi hỏi gì nhiều đâu. Các vị chỉ làm mỗi việc là các vị hãy dùng cái sự cảm nhận của các vị, cảm nhận toàn bộ hình hài của các vị. Và đi đâu các vị cũng mời sự cảm nhận của các vị có mặt để nhận biết thân của các vị. Thế thôi. Tu dễ như chơi. Dễ ồn, khó khăn gì cả. Và thưa các Phật tử là 4 giờ rồi, dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị đã chịu khó ngồi nghe. Và thưa các Phật tử là thiền tập là một loại thức ăn. Các vị đành rằng các vị tu niệm Phật, nhưng mà các vị đừng có dị ứng với pháp môn thiền tập. Tại vì sao? Thưa các vị, trong đời sống chúng ta, những lúc mà chúng ta chú ý về cái gì đó thì tâm thức chúng ta nó yên, nó lắng, đó là thiền tập. Một em bé, nó muốn học giỏi, nó cũng có một chút tĩnh tâm để nó học giỏi. Một người nghệ sĩ muốn trình bày bản nhạc hay, họ cũng phải có một phút lắng lòng, họ mới hát được hay. Một người họa sĩ, họ đòi hỏi trạng thái tâm thức của họ ở trong cái sự yên bình, tĩnh lặng, họ mới họa được một bức tranh đẹp. Nhà văn cũng thế, các khoa học gia cũng thế. Cho nên thiền tập là cái gì rất là tự nhiên, đó là một loại món ăn trong đời sống chúng ta thôi. Không hề có một pháp môn nào trong đạo Phật không có chất thiền trong đó cả. Tịnh độ mà nếu không có thiền thì các vị không thể niệm Phật nhất tâm bất loạn được đâu. Cho nên chúng ta đừng nghĩ thiền là cái gì nó ghê gớm, thưa không. Nó là cái loại thức ăn nuôi dưỡng thân tâm của ta, nuôi dưỡng đời sống của ta. Dạ rồi, thôi chắc chúng ta hồi hướng đi ha. Thế mời các Phật tử chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trần Uyên ơi, Trần Uyên, chẳng cách không gian và chẳng thời gian. Trần Uyên, người vẫn trông trinh chờ ta trở về, mải mê trong chốn chân lao, chìm trong hình sắc xôn xao. Từ ấy ta quên đường về, ta quên đường về. Trần Uyên ơi,